trường chúng ta. Nhiệt liệt cảm ơn cô bằng một tràng pháo tay. Thực ra tôi cũng là người ở trong ngành y, học vị cũng đạt đến tiến sĩ và đã cảm phục tấm lòng lòng của cô. Do vậy là cũng là một chuyện không thể bình thường được, bởi vì cô làm chúng ta nhiều những điều rất là kỳ diệu, rất nhiều các chứng bệnh đã được chữa khỏi mà ngành y hiện nay đã có tay. Chính ngày hôm nay thì với tấm lòng chân thành của mình, tôi xin tặng cô một chữ, đó là chữ đức. Chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng tấm quà. Chú Quyết, bệnh nhân và chú Quyết lên tặng nhà ngoại cảm Phạm Thị Phú.